Và sau đây xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai của Tình Nghĩa Anh Em Một Đời Mũ Đỏ của tác giả Đoàn Phương Hải. Chiến trường quân khu 3 đột nhiên bùng nổ dữ dội với những trận đụng độ ác liệt tại các đồng điền cao su vùng Hấn Quảng, tỉnh Bình Long. Trung tướng Đỗ Cao Trí, tư lệnh quân đoàn 3, quyết định tung quân vượt qua biên giới cao nguyên, đánh thẳng vào các mật khu, cơ quan đầu não và hậu cứ an toàn tiếp tế chính của địch. Tiểu đoàn 7 nhảy dù được lệnh tăng phái cho chiến đoàn 333, phối hợp với biệt động quân thiết giáp vượt biên giới qua ngã Gò Dầu Hạ, đánh từ tỉnh lỵ Xoài Triên lên thị trấn Kriti, rồi vòng về Kampong Cham trong cuộc hành quân toàn thắng của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Động liên miên khi tiến quân vào thị trấn Xoài Triên, phố xá vắng tanh, cửa tiệm đóng cửa im lìm. Quân đội Miên trang bị đủ loại súng ống hỗn tạp, quân phục không đồng nhất, nói tiếng Pháp như gió và chuyển quân toàn bằng xe vận tải Mercedes. Ra khỏi Xoài Triên, tiểu đoàn được lệnh tùng thiết với thiết đoàn 5 kỵ binh của Trung tá Thuận, tiến quân về thành phố Kampong Cham. Kỳ này đại đội 73 của Thanh Râu đi chung với bộ chỉ huy tiểu đoàn, nên tôi và Thanh Râu có dịp gặp nhau tăng cường cho mặt trận. Địch rối loạn hàng ngũ, tổn thất nặng nề nên rút quân bỏ chạy, để lại chiến trường hơn 300 xác giặc, bắt sống một số tù binh và tịch thu hàng trăm vũ khí đủ loại. Trực thăng đáp ngay trên trận địa, Ngọc Nga, Phương Hải, Lôi Hổ, Thanh Tâm, Hồng Hà siết chặt tay nhau giữa lúc chiến trường còn vương mùi lửa đạn. Quê hương xứ Chùa Tháp bằng phẳng không có núi non, chiến xa như nước vỡ bờ xu quân ngang dọc trên những cánh đồng xanh rì cây cỏ, xóm làng trải rác nằm bên lũy tre xanh, những chiều dừng quân Thanh và tôi hay ngồi hàng giờ trên pháo tháp chiến xa, phì phèo điếu thuốc, ngắm hoàng hôn đang từ từ xuống phía chân trời, mặt trời xuống ngang tầm mắt, những mái chùa công, những đỉnh tháp nhọn, hàng cây thốt nốt vất vơ hoa trắng, cao thẳng như những hàng cau ở quê nhà, nổi bật trên nền trời xám đỏ, dưới những tia nắng tím vàng chìm dần trong cảnh hoàng hôn. Trên cánh đồng đàn bò nâu vàng chậm chạp di chuyển trên bờ đê, theo sau là mấy ông lục áo vàng, đang đi về phía những ngôi chùa lớn, hình ảnh thật êm dịu và chiến tranh hình như còn ở mãi nơi xa. Thanh nói tới quê anh, ngày xưa cũng là một phần đất của dân Chàm, nên thỉnh thoảng đó đây cũng còn lại những tháp, những đền đài hoang cổ ngày xưa. Trên đường tiến quân vào Kampong Chat, đại đội 71 chạm địch ở Phum Long Xuyên, sĩ quan liên lạc Campuchia cho chúng tôi biết làng không còn dân chúng và đã bỏ hoang từ lâu. Khi hai trung đội đầu tiên của Trung Nhất trời chiến xa dàn hàng ngang tiến tới gần bìa làng, thì súng bắt đầu nổ, nhất lùa đại đội xung phong như vũ bão đánh chiếm bìa làng. Lợi dụng hệ thống phòng thủ kiên cố và chuẩn bị kỹ lưỡng, nên địch nổ súng khi binh sĩ còn cách làng có mấy chục thước, nhất bị trúng đạn gãy tay, con cái ngã mấy mạng trong đợt khai hỏa đầu tiên. Tuy nhiên một trung đội đã dùng tối đa hỏa lực và đánh toàn bằng lựu đạn chiếm được bìa làng. Nhất bám sát bìa làng tung con cái thanh toán những hầm hố chung quanh. Ngọc Nga cho Kim Bằng kéo Thanh Râu dùng hỏa lực của chiến xa đánh vào bên hông làng và để Lôi Hổ lên thay thế, Trung Nhất chỉ huy đại đội 71. Đột nhiên tôi thấy máu đỏ phun lên mặt, máu và ốc nhào nhào trắng nhỏ trên bản đồ. Tôi quay sang thì thấy Thiếu Quý Thức, sĩ quan truyền tin ngồi giữa tôi và Ngọc Nga, đầu nghiêng trên vai, ốc và máu hòa nhau nhầy nhụa trên vai áo, đang nhỏ giọt trên khẩu Rolo P-38. Thức bị trúng đạn ngay đầu, viên đạn thượng liên quá mạnh xuyên thủng qua nón sắt cướp đi sinh mạng của anh. Chúng tôi vội vàng xuống xe, thì vừa lúc hàng loạt đạn bắn trúng pháo tháp chiến xa kêu chát chúa, tóe lửa bên thành xe, thiết giáp xả đại liên về phía ổ thượng liên còn sót lại giữa bụi tre dày kín ngay bìa làng. Kể như chúng tôi đã may mắn thoát khỏi loạt đạn của ổ thượng liên. Chi đội thiết vận xa dùng súng phun lửa xung phong vào chính diện, lửa cuồn cuộn đốt cháy bìa làng, lũy tre xanh vặn mình bốc cháy, đại liên 50, súng phóng lựu M79, hỏa tiễn M72 và đủ loại vũ khí khác đang nhận tấm thép lửa chụp xuống địch quân.
Ngọc Nga và tôi theo cánh quân tiến vào làng, xác địch ngổn ngang trên các hầm hố. Tôi lộng giọng khi thấy hàng loạt xác cháy đen. Lửa đã đốt hết khí trời buộc cả đại đội địch phải chui ra khỏi hầm hố để làm con mồi cho đạn và lửa. Vũ khí đủ loại nổ giòn phía đại đội của Thanh Tâm. Đại đội 73 đang thanh toán bộ chỉ huy tiểu đoàn của địch. Tôi nghe Thanh ra lệnh cho các trung đội trưởng đánh bằng lựu đạn để thanh toán nốt những hầm hố kiên cố cuối cùng. Một lúc sau Thanh báo cáo bắt sống hết bộ chỉ huy của địch. Phía sau làng, Hồng Hà, Võ Trọng Em điều động đại đội 72 dứt điểm cuối cùng. Khi những tên địch chém về chạy ra khỏi mục tiêu, trận đánh chấm dứt. Nguyên một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 95 thuộc công trường chính cục R bị xóa sổ hoàn toàn với hàng trăm xác địch và vũ khí. Gần 20 tên địch, trong đó có viên thủ trưởng bị bắt làm tù binh. Trần Trung Nhất bị thương nặng gãy cánh tay vì lọt đạn AK khi tấn công vào bìa làng. Nhất rất tỉnh táo, băng bó xong xuôi, ngồi chờ trực thăng tản thương. Thanh Râu ngồi trên chiếc nón sắt, móc điếu thuốc, bôi tí dầu hít một hơi dài rồi nói với Nhất. Về nhà là để dưỡng thương chứ không phải là để du dương đâu cha nội, chứ vẫn là cô tay đó em. Sau đó hít hít cười rồi cho tôi cây K54 mà anh mới tịch thu của tên chính trị viên tiểu đoàn. Gần đó, Thu Bích Trọng và toán y tá đang điều trị băng bó cho những binh sĩ bị thương. Xác thiếu quý thức và chính đồng đội tử thương được gói ghém trong những tấm phong sâu màu lá rừng, chờ trực thăng đưa ra khỏi vùng hành quân. Phía bên kia, tù binh ngồi sắp lốt. Vũ khí chiến lợi phẩm của cả tiểu đoàn địch chất đầy cánh đồng. Nhìn thức bó kính trong tấm phong sâu, nhớ lại tấm công điện vừa từ hậu cứ gửi ra chiều hôm qua. Báo tin Thức đã có lệnh giải ngũ sau 25 năm quân vụ. Sao cuộc đời lại có những cái quái quăng trùng hợp đến lạ lùng? 25 năm lính, Thức đã vào ra sanh tử trên khắp các chiến trường từ Bắc vào Nam. Anh đã nhảy dù xuống cao Bắc Lạng, đã vào Hòa Bình, đã chiến đấu ở Điện Biên Phủ, đã leo từ binh nhì lên đến sĩ quan. Ở giờ phút thứ 25 khi đã có lệnh giải ngũ, thì tử thần lại đến kéo anh đi. Chắc khi nằm xuống anh cũng không hiểu tại sao định mệnh lại quá tàn nhẫn đối với anh. Chiều hôm đó trực thăng đến thật nhiều, các sĩ quan cấp lớn cầm canh chỉ huy đứng chống nạnh nhìn tù binh rồi quay sang hỏi tôi và Thanh coi đếm được bao nhiêu xác địch, tịch thu được bao nhiêu vũ khí và cũng như bao nhiêu lần chiến thắng khác. Rất ít ai hỏi thăm các binh sĩ tử thương hay bị thương. Và mặc dù đã được Ngọc Nga ra lệnh là phải chở thương binh và các tử sĩ ra khỏi trận địa trước, để binh sĩ khỏi nhìn thấy cảnh phong sâu bó sát đồng đội tử thương, nhưng các quan lớn vẫn dùng trực thăng chở tù binh và vũ khí chiến lợi phẩm đi trước. Thanh Râu đứng cạnh tôi chửi thầy ôm sùm, ai nấy đều không vui. Thanh lấy thuốc ra hút, tiến lại gần các binh sĩ tử thương. Anh cắm mấy điếu thuốc đang cháy xuống đất ngay cạnh những người đã chết rồi đứng nghiêm chào. Anh muốn đốt thuốc thay nhang để cúng vái, tiễn đưa các chiến hữu đã ra đi. Chiều hôm đó trực thăng quay trở lại, chở hết các binh sĩ tử thương. Anh Thức ơi, dù có hơi muộn màng, nhưng cuối cùng rồi anh cũng được chở đi. Tàu binh và vũ khí dầu sao cũng được ghi vào chiến tích, vì đó là dấu hiệu của sự chiến thắng. Đâu ai đếm được xác bạn mà được nhận huy chương. Ở phía bờ làng, những người lính đang lấp đất chôn những tử thi của địch trong các hầm hố trong làng. Những bộ đội cộng sản xin bắt tử nam, rồi gió núi mưa rừng sẽ gột sạch máu xương. Chim chóc muông thú sẽ lại kéo về, cỏ cây hoa lá sẽ xanh tươi trở lại. Thời gian sẽ xóa mờ vết tích chiến tranh. Một hôm, giữa đêm khuya khi chúng tôi đang ngủ thì có tiếng trực thăng chỉ huy của Trung tướng Đỗ Cao Trí vần vũ trên đầu và đáp ngay vị trí đóng quân. Thiết đoàn 5 kỵ binh và tiểu đoàn 7 nhảy dù được lệnh di chuyển nội trong đêm nay phải đánh vào mật khu Dambe, nơi công trường chính Việt Cộng đặt bộ chỉ huy. Mấy sĩ quan thiết giáp nói với tôi, Trung tướng Trí đang ngồi trên chiến xa chỉ huy, xu quân ào ào như nước vỡ bờ trực chỉ Dambe. Trời chưa sáng, chiến xa đã nghiền nát đam ve, cuộc tấn công chớp nhoáng bất ngờ đã phá vỡ hậu cần tiếp liệu và tiêu diệt hầu hết bộ chỉ huy, bắt được một số cán bộ cao cấp nhưng tư lệnh công trường chính trốn thoát.
Sau này giữa năm 71, ở tiểu đoàn 11 nhảy dù, tôi lại cùng với anh Năm Nguyễn Đình Bảo Tùng Thiếp với thiết đoàn 18 kỵ binh của thiếu tá Lộc vào lại Đam Ve và đã đánh một trận kinh hoàng trời long đất lở với địch trong mấy ngày đêm. Chiến xa ào ạt xung kích xoáy trên xác và máu địch nghiền nát mục tiêu. Phối hợp nhịp nhàng nhị thức bộ binh thiết giáp tiêu diệt nguyên một trung đoàn cộng quân ngay tại Đam Ve, mang lại chiến thắng lớn lao cho quân đoàn 3. Cuối năm 1970, tôi được lệnh về lại tiểu đoàn 11 nhảy dù làm sĩ quan hành quân, thay thế cho thiếu tá Nguyễn Quang Sáng đi làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 nhảy dù. Sau mấy ngày ăn Tết ở nhà, toàn bộ sư đoàn dù không vận ra phi trường ái tử ngoài Đông Hà, trong cái giá rét mưa lạnh của mùa đông miền Trung, để tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại Hạ Lào. Ngày 8 tháng 2 năm 71, tiểu đoàn 11 nhảy dù sau khi dừng quân ở nhà tù Lao Bảo, gần căn cứ Tà Bạc thì được lệnh xuất phát theo quốc lộ 9 vượt sông Chepon, đánh qua biên giới để thiết lập căn cứ hỏa lực Bravo. Tôi gặp lại Ngọc Nga và Thanh Râu ngay chân đồi Ma Suối Máu. Lúc này Thanh Râu là sĩ quan hành quân của tiểu đoàn 7 nhảy dù. Đang hút điếu thuốc ban man bôi dầu của Thanh Râu thì một quả 75 ly không giật của địch bắn trúng ngay vách núi, cách chỗ chúng tôi đứng không đầy 2 thước. Cả hai bị sức ép ngã chuối xuống đường, đất đá bay ào ào phủ kín hết người. Chú đệ tử mang máy truyền tin cho tôi bị một mảnh ngay bả vai, nhưng tôi, Thanh Râu và Ngọc Nga không hề hấn gì. Vì tiểu đoàn 7 nhảy dù không phải thiết lập căn cứ hỏa lực nên hệ chỗ nào đụng nặng là phải đến tiếp viện tăng cường. Vì thế đụng địch liên miên trên quốc lộ 9, chiều ngày 18 tháng 3 năm 71, qua hệ thống truyền tin tôi được biết đơn vị của Ngọc Nga, Thanh Râu bị pháo nặng nề và đại bác 90 ly không giật của địch bắn trúng ngay bầu chỉ huy giữa lúc đang giao tranh đẫm máu với địch. Cả hai đều bị thương nặng, trực thăng cứu thương của Mỹ phải tắt đèn bay đêm để tránh phòng không tác xạ như đang lưới của địch. Và sau nhiều lần liều lĩnh đáp mới cứu được Ngọc Nga và Thanh Râu ra khỏi Hạ Lào. Sau đó Thanh Râu và Ngọc Nga về làm việc nhẹ dưỡng thương tạm thời tại trung tâm huấn luyện Vương Mộng Hồng ở Quang Trung. Tôi vẫn không quên lần ghé thăm Thanh ở trung tâm gặp Nhật Trường Trần Thiện Thanh, bạn học từ nhỏ, cùng làng cùng xứ Phan Thiết với Thanh Râu. Ngọc Nga, Lôi Hổ, Hồng Hạnh và một số bạn bè đang có độ. Lần đầu tiên tôi thấy Thanh Râu nổi hứng hát theo tiếng đàn. Ai cũng tưởng Thanh Râu lại ê a mấy câu hát chọc ghẹo anh em. Nhưng không, lần này Nhật Trường Đàn và Thanh Râu như trút cả tâm sự của mình vào bài Tâm sự người lính trẻ mà Nhật Trường hình như muốn viết để tặng cho thằng bạn Phan Thiết của mình khi giả từ học đường chia tay với người yêu để bước chân vào quân ngũ. Thanh như kể lể, như tâm sự, đâu đó cho một người tình nhỏ về những mùa xuân xuôi quân về biên khu, cho tới đông tàn chỉ nhận một lần thư. Những chiều ngồi trên pháo tháp chiến xa nhìn cảnh tà dương hồng, những đêm nghe nhạc ở phòng trà, băng nhạc sách báo không thể thiếu trong những chuyến hành quân. Và sau một thời gian dài ở chung đơn vị, tôi tìm thấy sau cái dáng ngang tàn, Thanh còn là một người rất văn nghệ, đầy tình cảm, nhiều tình đầy nghĩa với anh em. Sau buổi nhậu chiều hôm đó, chúng tôi và thằng bạn học Phan Thiết mày tao chi tớ cũng tên Thanh của Râu trúng độ đến quên cả đường về. Bản đi một thời gian, Ngọc Nga báo tôi biết Thanh về làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 8 nhảy dù. Sau cuộc triệt thoái cao nguyên của quân đoàn 2 năm 1975 thì chiến sự càng ngày càng khốc liệt. Tháng 3, tháng 4 năm 75, tháng của những cơn bão lửa đang mang bao nhiêu tang tóc đổ ập xuống quê hương, và chiến tranh đã kéo tới sát nách Sài Gòn. Mặt trận Long Khánh hừng hực lửa, trận Thư Hùng anh dũng cuối cùng của quân đội miền Nam ngăn chặn cộng quân ngay cửa ngõ Sài Gòn. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng tại tuyến đầu thì thiếu tá Nguyễn Viết Thanh được chỉ định làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 nhảy dù, thay thế trung tá Đào Thiện Tuyển về giữ chức vụ khác tại lữ đoàn 2 nhảy dù. Cùng với các chiến hữu trong lữ đoàn 1 nhảy dù và các cánh quân bạn thuộc sư đoàn 18 bộ binh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 nhảy dù, Thanh Châu, Nguyễn Viết Thanh,
đã đánh một trận đẹp nhất trong đời, đóng ngã tất cả mọi cuộc tấn công cùng sát biển người của địch tại vườn Cam Ông Tị. Long Khánh đã đứng vững trước sự tấn công vũ bạo của ba sư đoàn cộng quân. Bị tổn thất quá nặng nề, cộng quân đã ngưng tấn công chờ lệnh mới của Bắc Bộ phủ Hà Nội. Khi được lệnh rời bỏ mặt trận Long Khánh, Thanh Châu và toàn bộ lữ đoàn một nhảy dù kéo quân về Bà Rịa. Tại vùng đất đỏ Phước Tuy, tiểu đoàn lại dàn quân tự chiến với địch tại thành phố. Sau đó cùng tiểu đoàn 1 và 9 giữ từng tấc đất ngăn chặn địch ở cầu Cỏ Mây, cây cầu huyết mạch dẫn vào thị xã Vũng Tàu. Ngày 30 tháng 4 ập xuống như một định mệnh nghiệt ngã cho dân tộc, cả nước để tang khi Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh cho quân đội buông súng đầu hàng. Nguyễn Viết Thanh kéo quân ra biển, neo thuyền tại Gò Công chờ mang quân xuống vùng 4, nhưng vận nước cơ trời đã định. Đại đơn vị lữ đoàn 1 nhảy dù gồm các tiểu đoàn 1, 8 và 9 trôi theo vận mạng mà đi, và đó cũng là đơn vị nhảy dù đông đủ quân số nhất, ngồi trên tàu nhìn về cố hương, nhớ vợ, nhớ con, nhớ gia đình, nhấp nhô theo sóng gió đại dương xa rời đất mẹ. Thanh Châu thân mến, tao vừa viết để kể cho bạn bè, anh em và chiến hữu biết về mày, dĩ nhiên là thiếu sót, nhưng dù có thiếu ra sao, quên những khúc nào thì mày cũng đừng có buồn. Vì cái thằng bạn Bắc Kỳ của mày không còn trẻ như ngày xưa, tóc sợi trắng sợi đen, trí nhớ không còn minh mẫn như ngày trước. Sau cái ngày bỏ nước ra đi, tao gặp lại mày ở đảo Guam. Mặc dù ở chung với binh sĩ anh em, nhưng cứ chiều chiều là mày rủ tao ra bãi biển ghép, ngồi trên gành đá nhìn sóng đại dương để nhớ gia đình, nhắc đến bạn bè cùng khóa và nói về những trận đánh cuối cùng đẫm máu kinh hoàng ở Long Khánh Phước Tuy. Rồi mày về Canada, tao vào đất Mỹ, xa cách mấy ngàn miles nên dễ chừng cả chục năm không hề gặp mặt. Mãi đến giữa mùa hè năm 1990, khi cùng anh em mũ đỏ lên Washington DC dự lễ trước ngọn cờ vàng, thì tao gặp lại mày, cũng vẫn hàm trâu quay nón ngày xưa, vết thẹo trên cằm ngày đánh đồi 1416 ở Đắc Tô để treo cho được chiếc mũ đỏ danh dự của quân đội trên đỉnh đồi. Thẹo dù có mờ đi, nhưng chiến tích khó quên của một đời mũ đỏ vẫn hằn sâu ở đó. Mày buồn buồn nói với tao là mày bị bệnh tiểu đường, phải chích thuốc hàng ngày. Nhưng chỉ một lúc sau gặp lại Bùi Đăng, Lôi Hổ, Ngọc Nga, Hồng Hà, Võ Trọng Em, thì lại hít hít cười, móc điếu ban man so tí dầu rồi lân lân nhả khói. Ngày khóa 19 họp đại hội ở Orange County cuối năm 1998, tao lại gặp mày, bạn bè bu tới hỏi thăm thằng râu cầm cờ liên đoàn sinh viên sĩ quan trên trường Võ Bị độ này ra sao. Sau đó tụ lại bàn của hai thằng nước mắm Phan Thiết, Thanh Thừa để cùng chung chai lọ. Mày bảo là quá vui và hứa với bạn bè là sẽ trở về San Jose họp mặt kỳ tới. Vui thì dĩ nhiên là phải vui. Cứ hai năm con cháu cụ Nguyễn Trãi, những con đại bàng xa xứ, từ mọi góc biển chân trời xoải cánh bay vượt rừng, vượt núi, vượt biển cả trùng dương, quay về tổ cũ. Và chỉ ở tổ này mới lại được nghe những tiếng nói thân quen, để mày tao chi tớ, nhớ lại quãng đời trai trẻ sóng gió hào hùng, để nhìn vết thẹo trên tay trên mặt, vết tích của một thời trận mạc. Huy chương đích thực phải trả bằng máu bằng xương, điểm danh thằng đi thằng ở thằng còn thằng mất. Trước khi về, mày nói với tao là đậu này mày yếu hẳn đi và người lính nhảy dù nào ra trận mà không có thương đau. Sau đó mày vô một cái rồi phá ra hinh hích cười bình thản. Lần tao gọi điện thoại thăm thì mày đã yếu lắm rồi. Ngọc Nga qua thăm, anh kể với tao là hai anh em kéo nhau lên thượng tầng của tháp Toronto, chuồng cu của lính nhảy dù, khui chai khô nhắc rồi tự dưng mày nói với giọng thật buồn, những chữ đầu của chai rượu mạc tên, mai anh rời tình em lạnh lẽo. Những chữ mà ngày xưa đi nhậu mày hay nói, nhưng lần này như một lời trăn trở ở những ngày cuối của cuộc đời, rồi chỉ thành phố Toronto phía dưới mà nói với Ngọc Nga. Tôi đã giữ đúng lời hứa là chỉ cho anh coi hết thành phố Toronto. Sau đó để huynh cạn hết chai mặt tem rồi chập choạng ra về. Trời Toronto lạnh lẽo đầy tuyết giá,
nhưng mày lại thiếu chiếc áo gác lính gà màu cướp ngựa mà mày vẫn mặc khi đội gác với tao trên trường võ bị ngày xưa. Trung tuần tháng 2, huyện Móm gửi email cho bạn bè trong khóa biết là mày đang nằm nhà thương qua tin của Nguyễn Kim Ngôn và Nguyễn Văn Đối, là hai người bạn cùng khóa ở gần mày nhất. Những ngày trong bệnh viện, Đối và Ngôn thường lui tới an ủi. Nhất là Đối cùng bệnh như mày, nhưng nay đã khỏe trở lại nên ngày nào cũng ngồi hàng giờ để san sẻ, tâm sự với mày thật nhiều về hy vọng chữa khỏi bệnh tình. Trần Thanh Huyện sẽ qua thăm mày vào cuối tuần này, rồi cho anh em biết sự tình. Tao kêu nhà mày nhưng không gặp ai, vội phone qua Ngọc nghe. Anh cho biết mày đau nặng, đục một cái thì ngày 21 tháng 2, Ngọc Nga và email võ bị báo tin mày đã ra đi. Thành râu, Ngọc Nga gọi tao, đêm nay anh sẽ làm mâm cơm, có chai VSOP, có bao ban man, có ve dầu nhị thiên đường để nhớ mày. Anh tin là mày sẽ về vì người mới ra đi thì hồng hay về thăm những người thân cũ. Tao gọi cho Võ Trọng Em, Nhật Trường và Bùi Đăng. Rồi chạy ra báo cho Sông Lô, độ này anh làm chung với tao nên anh em ngày nào cũng gặp và hay nhớ tới mày. Đặt bao ban man trước tấm hình, lấy một điếu thuốc bôi chút dầu lên trên rồi tao hít một hơi dài. Cái mùi ngay ngáy của thuốc quyện với mùi thơm thơm của dầu, làm lưỡi tao tê tê. Khói cay bốc lên quyện với mùi dầu làm tao chảy nước mắt. Nhưng tao biết tự đáy lòng tao đang nhớ mày, tao đang nhớ những ngày đơn vị, những chuyện tâm tình ở đảo Guam, khẩu súng K-54 mày cho tao, và nhất là tiếng cười hết hết của mày hay trêu chọc anh em. Tự nhiên mắt tao nhỏ đi và thấy mày nói cười cười quanh quẩn đâu đây. Thanh râu, mày đã biết trước ngày đi nên trăn trối với gia đình, vợ con, là muốn được hỏa táng rồi đem tro rải trên biển cả. Vì biển chính là cái nôi nuôi dưỡng mày từ bé cho tới lúc lớn khôn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mày đã thực sự muốn sóng gió trùng dương, đưa mày về Phan Thiết bãi biển quê nhà. Ở đó có dòng sông Mường Máng từ rừng núi Trường Sơn đổ về. Có những lớp sóng bạc đầu ngoài bãi biển Thượng Chánh, lầu nước vườn bông, dòng sông Cà Ti và những hàng cây đầy hoa vong vang rực đỏ, vang tiếng ve kêu mỗi mùa hè. Trường Trung học Phan Bội Châu, cây cầu đúc đường Trần Hưng Đạo, quán cà phê hủ tiếu trên đường Gia Long, hay những lần theo ông bác ngồi trong chiếc thuyền thúng đi vớt cá ngoài biển rừng dừa mũi né đầy thơ mộng. Bãi biển, ngôi trường, lối đi xưa, bờ sông cũ, hoa cỏ quê nhà, tất cả như xôn xao rung động, như cùng đứng lên thì thầm gọi tên cậu bé ngày xưa để cùng được chạy nhảy nô đùa với nhau như những ngày thơ ấu. Thanh râu thân mến, ngày tiễn đưa mày đi có Ngôn, có huynh để anh em chung một mái trường. Trần Thanh Huyền từ DC, đại diện cho bạn bè đồng khóa từ các nơi xa đến chia buồn cùng gia đình mày, rồi cùng Đối, Ngôn thắp nhang tiếp thương tưởng niệm. Sinh lão bệnh tử rồi ai cũng phải một lần. Khi đã nằm xuống thì hạ vào Quảng Trị, Khe Sanh, Phan Thiết hay Toronto thì nào có khác gì nhau. Ta mới làm hai câu thơ để nhớ mày. Câu đầu là lúc trung đội trưởng Thanh Râu của tiểu đoàn 3 nhảy dù đã đánh một trận vang danh chiến sự tại đỉnh đồi 1416 Ngót Quang ngoài Đắc Tô với vết thương trên cằm trên má. Câu thứ hai là trận đánh anh dũng cuối cùng của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 nhảy dù Nguyễn Viết Thanh tại Long Khánh đã làm cho kẻ thù kinh sợ trúng động nát tan. Vùng kiếm bên trời, Đắc Tô xưa lành thay máu giặc. Long Khánh tung hoành giặc cờ đỏ trung sở khiếp tan, viết để nhớ mày, vĩnh biệt, vĩnh biệt. Tác giả Đoàn Phương Hải. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.